Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu với mọi người video số 272. Thì trong video này của em ngày hôm nay có 15 cây cần tất cả nha mọi người. Lô hôm nay là cần phíp hết. Nó sẽ gồm là cần tay phíp nha và cần iso phíp. Số lượng là 15 cây như thế này. Em sẽ ship hàng toàn quốc cho mọi người nha. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán phí của mẫu đơn đối với cần là, đối với những cây lóng ngắn là 30.000, còn dài hơn là 40.000 một đơn hàng. Và khách lấy từ 2 cây trở lên là em sẽ reship nha. Một cây em sẽ không miễn ship nha mọi người. Em đi vào giới thiệu cây số 1. Thì số 1 ở đây em có là một cây lóng ngắn như thế này. Cây này nó có chiều dài là 6 m. Đây, cây này thì có chiều dài là 6 m, có tất cả là 13 lóng như thế này nha. Phần gốc của cần đây. Thì cây cần này ngoại hình còn rất là mới luôn nha. Màu của nó là màu vàng đồng như thế này. Phần ống cần ở đây em đo nó là phi 29 ly. Dài là 6 m và có tất cả là 13 lóng nha. Đây, dòng hàng nội địa như thế này. Màu rất là mới luôn nha. Thì cây này nó có độ cứng tầm 2,5 h thôi nha mọi người. 2,5 h thôi phần ngọn của nó này. Phần ngọn cần ở đây em đo được là ngọn 1 ly nha mọi người. Ngọn của cần là ngọn 1 ly, lóng ngọn nè. Đây là lóng ngọn của cần nha. Cứng 2,5 h thôi. Có tất cả là 13 lóng, các lóng bên trong của nó đây. Các lóng bên trong thì còn mới, rất là ít trầy xước. Ngoại hình của các lóng cần phía bên trong còn khá là đẹp nha. Màu vàng đồng như thế này. Có tất cả là 13 lóng, dài là 6 m và cứng tầm là 2,5 h. Tổng thể của cây số 1 đây nha. Số 1 này nặng là 336 g, chiều dài thu gọn là 57 cm nha. Số 1 này giá 250.000. Số 2 em có một cây lóng dài. Cây này là hàng nội địa nha. Dòng cần hàng nội địa, dài là 5,5 m. Màu của nó là màu nâu như thế này. Cây này ngoại hình cũng còn mới nha mọi người. Phần chui của nó là chui vặn, cán quấn nhựa nâu. Màu của nó là màu nâu phối với lại màu sữa như thế nào. Phần lóng cần ở đây em đo là phi 22.3. Dòng này là hàng nội địa Nhật nè. Dài là 5 m, 5,5 m nha. Và có tất cả là 6 lóng. Cái cây này thì chỉ có cái phần tem ở đây nó bong tróc như thế này thôi. Có trầy xước rất là ít nha. Màu nâu. Đây là có một cái vết tróc sơn. Cái này thì ở các vị trí đầu lóng của cần nó đều có một cái bọc cái vòng kim loại chống nổ như thế này nha mọi người. Đấy. Màu sắc của cần là phối với màu nâu và màu cây sữa. Ngọn của cần đây. Cái này độ cứng của cần là khoảng 2,5 h. Phần ngọn em đo nó là 1 ly 2 2,5 h thôi nha. Cần phíp thì nó dẻo nha mọi người. Đây, ngọn của nó này. Các lóng bên trong của cần đây có màu nâu như thế này. Đầu mỗi lóng thì đều có bọc cái vòng kim loại hết, chống nổ lóng. Lóng thứ 2 này, lóng thứ 3 đây. Lóng 4. Cây này thì ngoại hình ở các lóng bên trong còn mới nha. Cây này chỉ có cái lóng gốc nó có trầy ít thôi, trầy nhẹ ở lóng gốc thôi, còn các lóng bên trong thì rất là ok. Đây, lóng gốc ở đây là vết bẩn nha mọi người. Đây là vết dính bẩn này. Nó tróc sơn ở vị trí này nè. Dài là 5,5 m, cứng 2,5 h nha. Hàng nội địa của Nhật. Phần chui như thế này. Tổng thể của cây cần số 2. Thì số 2 này nặng là 323 g, chiều dài thu gọn là 106 cm. Cần số 2 giá cũng là 250.000. Số 3 là một cây 3,6 m. 3,6 m như thế này. Cây này thì có phần gốc cần nó khá là gọn nha. Chui của nó đây, gốc của nó rất là nhỏ.
Phần lóng cần là phi 15.7. Cái này này cũng là dòng cần hàng nội địa nha. Cái logo của nó này. Đấy, dòng cần hàng nội địa. Dài 3m6, có tất cả là 4 lóng. Màu của nó là màu màu như này. Đấy. Cái này thì nó có 4 lóng tất cả. Phần ngọn của cần đây. 2 2 h rưỡi. Độ lớn của ngọn là 1 ly 1. Phần ngọn của nó này, lóng ngọn đây, lóng thứ hai, lóng thứ ba đây, và lóng gốc thì nó phối thêm mấy cái màu đen ở đầu lóng nha. Dài là 3m6, độ cứng 2 h rưỡi, hàng nội địa Nhật tổng thể của cần. Mã số 3, nặng là 98g, thu gọn 102cm. Số 3 giá là 170.000. Số 4 là một cây lóng ngắn luôn. Cây này dài 4m5, lóng ngắn màu đen nha. Cây này có màu đen như thế này. Chui của cần, chui vặn nè. Cây này ngoại hình thì nó có những cái vết sơ xước như thế này. Lóng ngắn dài 4m5, độ lớn của phần gốc là phi 22. Cái này là hàng của Made in Korea nha mọi người. Có tất cả là 10 lóng, dài là 4m50, màu đen như thế này. Đấy, gọi hình thì ở đây nó có dính bẩn và nó có cũng có bong tróc nha. Nó chảy xước rất là ít thôi. Có lóng bên trong. Cái này thì có lóng bên trong, nó cũng có màu đen hết luôn. Độ cứng của cần là cứng 2 h rưỡi và phần ngọn của nó là 0.96 ly, lóng ngọn của cần đây. Lóng 2 này. Lóng thứ 3 đây. Lóng 4. Các lóng thì các lóng của nó thì nó có màu đen hết, các lóng thì lóng sơn đen mù nha, và cái phần đầu lóng thì nó làm bóng lên này. Ngoại hình các lóng bên trong có trầy xước này, cái này giống như vết bẩn đó mọi người nhé. Đây vết vải cá nó dính này. Nói chung trầy xước, ngoại hình cần thì trầy xước ít thôi. Dài 4m5, hàng Korea xuất Nhật, tổng thể là như thế này. Độ cứng là 2 h rưỡi. Cái này là mã số 4, cân nặng là 190g nha. Cần số 4 này có chiều dài thu gọn là 55cm và giá của cây số 4 này là 180.000. Cây số 5. Số 5 em có là một cây. Cây này là dài 5m4 nha. 5m4, cây này thì phần tay cầm của nó có cái tay cầm của nó là tay cầm cán gỗ bần. Cây này cũng là một cây cần tay luôn. Cần tay dài 5m4, cán bần gỗ, màu của nó là màu nâu như thế này. Hàng nội địa Nhật nha. Đây, tem nhãn của nó này, dài là 5m4 và có tất cả là 6 lóng. Ngoại hình thì cây này nó có những cái vết trầy xước như thế này, màu nâu. Cái này ở đầu lóng là nó cũng có cái vòng kim loại chống nổ lóng hết nha. Lóng nào nó cũng có hết. Có lóng bên trong, có màu nâu hết. Và phần ngọn cần, ngọn cần em đo là 1 ly. Lóng ngọn này, màu nâu. Phần ngọn cần đây. Lóng thứ 2. Lóng thứ 3. Lóng 4 đây. Lóng 5, các lóng là màu nâu hết như vậy. Ngoại hình thì trầy xước nó ít như thế này thôi nha. Màu. Cái này là vết keo dính bẩn ở trên cần nha mọi người. Này là vết keo dính nè. Này là vết trầy xước.
dài là 5m4, có tất cả là 6 lóng hàng nội địa Nhật, cứng 2h5, tổng thể ngoại hình cần. Cây này là mã số 5, nặng là 209g, chiều dài thu gọn là 100cm, cần số 5 này giá 200.000. Cây số 6, cây cần tay cuối cùng, cây số 6 là một cây của Daiwa. Cây này thì nó chiều dài là 5m2, cần của Daiwa nha. Phần gốc đây, chưa của nó đây. Cán của cần thì quấn nhựa, à nó không phải là quấn nhựa, nó bọc một cái lớp da gì á mọi người. Đấy, nó bọc một cái lớp da gì ở đây. Cán phần chui của nó là chui như thế này. Màu của nó cũng là màu nâu nha. Màu này giống như màu cà phê sữa. Hiệu là Daiwa, logo của nó này. Hiệu Daiwa, cái này dài là 5m2, có tất cả là 6 lóng. Và góc cần ở đây, là phi 21. Tem nhãn của nó hàng Daiwa. Lóng dài. Cái này thì các vị trí đầu lóng nó cũng có cái kim loại chống nổ lóng hết. Và cây này là ngọn của cần đây. Cây này thì ở cái ngọn của nó cuốn thêm một cái sợi chịu lực ở đây nha. Đây. Đấy, nguyên cái ngọn của nó là nó cuốn như thế này, cuốn sợi chịu lực. Cây này độ cứng của nó cũng khoảng 2h5 thôi. Đây, lóng ngọn. Lóng thứ hai, các lóng bên trong thì có màu cà phê sữa như thế này hết. Đầu lóng có vòng kim loại hết nha. Dài 5m2, hàng của Daiwa. Cây này là mã số 6. Tổng thể như thế này. Nặng là 291g, dài 5m2, chiều dài thu gọn là 103cm, cần số 6, giá là 200.000. Tiếp theo cây số 7. Số 7 là một cây súp lỡ. Thì cây số 7 này em có là một cây có chiều dài 3m3, dòng cần súp lỡ nha. Phần gốc của cần đây, chui của nó là chui vặn. Cây này thì nó có cái màu xanh ngọc như thế này. Và phần lóng gốc ở đây em đo là phi 24.5. Cái này thì vị trí này nè, nó có dính bẩn thôi nha. Cái này nó không phải trầy xước nha mọi người, vết căng dính của nó. Và cây này phát của nó là phát thường, phát kẹp thường nha, hãng. Cái này hiệu của nó là New Tri Cutter, dài là 3m3, dòng hàng China xuất Nhật nha, có mã code này. China xuất Nhật có mã code đầy đủ, tem nhãn này. Cây này nó cũng là khoen của nó, cũng là khoen thường luôn, khoen hãng xứ đen. Có 2, 4, 6 khoen bao gồm cả đầu bung. Cây này thì khoen bắt hãng, dài 3m3, ngọn lớn nha mọi người. Ngọn của nó khá là lớn. Cái này thì phần ngọn em đo nó là 3.6 nha. Cái này độ cứng nó cũng tầm khoảng là 25. Đây, lóng ngọn của nó này, nó có cái màu xanh ngọc toàn bộ của cần nha. Đây. Lóng thứ hai này. Cái lóng bên trong nó có màu xanh ngọc hết. Dài là 3m3, độ cứng khoảng 25, khoen bát hãng. Tổng thể như thế này. Thì cây cần này là mã số 7, nặng 316g, chiều dài thu gọn là 95cm. Số 7 này giá 200.000. Cây số 8. Số 8 là một cây cần. Cần này là dạng một cần ISO khoen lớn, dài 2m1 của NFT. Thì cây cần số 8 này có cái phần cán của nó là cán gỗ nha. Tay cầm cán gỗ. Cán gỗ như thế này. Cái này rất là nhỏ gọn nha, nhỏ gọn khá là đẹp. Pad của cần là pad Furisic, pad kẹp. Và dài là 1m90. Có tất cả là, đây, dài 1m9 và có tất cả là 3 lóng. Hãng của nó là NFT Glass Dot này. Chất liệu của nó là chất liệu fib nha. Lô này là fib hết. Màu của nó là màu vàng đồng như thế này. Có trầy xước ở đây, tem nhãn. Cây này khoen thường nha mọi người. Khoen thường gồm có là 5 khoen cả đầu bu. Độ dài là 1m90, có 3 lóng. Phần ngọn ở đây em đo là 1.95 ly. Cái này độ cứng của nó ta cứng tầm khoảng là 15 nha. Cứng 15, các lóng thì nó có cái màu vàng đồng như vậy hết. Lóng ngọn ấy. Lóng 2 đây. Và lóng góc. Ngoại hình khá là gọn nhẹ nha. Tổng thể như thế này.
Thì cây cần này là mã số 8, nặng là 158 g, chiều dài thu gọn là 74 cm. Số 8 giá 250.000. Cây số 9. Số 9 là một cây, cũng là một cây khoen lớn luôn. ISO khoen lớn dài 2,4 m. Màu của nó là màu đỏ trắng như này nha. Ngoại hình cũng còn mới nha mọi người. Chui vặn màu đây. Góc cần ở đây em đo được là phi 17.2. Cái này thì bát của nó là bát kẹp hẳn 2 bô. Bát kẹp 2 bô như thế này. Dài là 2,4 m nha. Hiệu cách tơ, dòng này là của Hàn Quốc nha mọi người. Tem nhãn đây. Cái này khoen của nó cũng là khoen thường luôn nha. 2, 4, 5 khoen cả đầu bu, dài 2,4 m. Phần ngọn cần. Ngọn ở đây thì em đo được là ngọn 2 ly 6 nha mọi người. Ngọn 2 ly 6, phần trên này nó dính một tí keo, đo bị cộm. Ở ngọn này là ngọn 2 ly 6, độ cứng của cần là cứng tầm khoảng là 15. Gồm có 3 lóng tất cả, lóng thứ hai 3 lóng nha, dài 2,4 m. Ngoại hình thì còn khá là mới. Factor V240, hàng của Hàn Quốc. Khoen bát thường. Tổng thể đây. Thì cái cần này là mã số 9, cân nặng là 120 g, chiều dài thu gọn là 88 cm. Cần số 9 giá 250.000. Cây số 10. Số 10 cũng là một cây khoen lớn luôn. Cây này dài 3 m, hàng của Hàn Quốc luôn nha. Ngoại hình tổng thể, cây này có màu xanh hàng của Hàn Quốc. Cây này thì nó có cái tem dán phía dưới này. Thường những cái dòng này là nó có cái tem nhỏ dán phía dưới này nha mọi người. Một số cây về thì còn, một số cây thì nó mất nha. Đây. Màu xanh dương như thế này. Góc của nó là phi 18. Góc của nó là phi 18. Và pad của cần này nó là pad Fury F6 dòng bát kẹp. Chiều dài của cần là 3 m. Đây, cái này là vết bẩn này. Dài 3 m. Khoen của nó cũng là khoen thường luôn. Gồm có là 5 khoen cả đầu bu. Đầu bu là đầu bu Fury sứ trắng nha. Còn các khoen của nó là sứ xám. Khoen thường loại sứ xám có 5 khoen. Cứng tầm khoảng là cứng 15. Dài là 3 m. Cần, dòng cần ISO khoen lớn. Phần ngọn 2 ly 7. Ngọn màu trắng như thế này. Lóng ha, có tất cả là 3 lóng. Có lóng bên trong còn rất là mới. Cái này thì lóng gốc ở đây nó có một cái vết tróc sơn. Dài 3 m. Cứng khoảng 15. Tổng thể như thế này. Cái này là mã số 10, nặng 180 g, thu gọn 112 cm, dài 3 m, cứng 15. Số 10 giá 250.000. Sang cây số 11. 11 em có một cây ISO khoen nhỏ. Cái này là một cây cần của Hàn Quốc nha, Hàn Quốc xuất Nhật. Dài 4,5 m, ngoại hình rất là mới nha mọi người. Dòng ISO khoen nhỏ. Phần chui đây. Phần chui của nó là chui vặn. Cán của nó thì nó phủ nhám này. Và màu chủ đạo của cần là cái màu phối nâu đỏ vàng như thế này. Cái này nó phối màu tùm lum. Góc đây, góc của nó là phi 23.3. Bát của cần là Fury F7. Cây này thì khoen bát Fury hết. Fury F7 dòng bát kẹp, bát mất rồi. Đây, bát nó bị tụt ở đây rồi nè. Để tí em sẽ gắn lại. Bát của nó đây, bát Fury F7 nha mọi người. Dài 4,50 m. Hàng này là Made in Korea. Hiệu của nó đây, Made in Korea nha. Màu này. Và khoen của cần là khoen Fury sứ xám hết. Dòng cần khoen nhỏ nha mọi người. 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, 9 khoen bao gồm cả đầu bu. Tất cả là khoen Fury hết. Phần ngọn. Phần ngọn ở đây em đo được là 2 ly 1 nha. Ngọn của nó là ngọn 2 ly 1. Lóng ngọn của nó đây. Ngọn của nó, phần ngọn thì nó có cái màu đỏ cam như vậy.
Đây là nấm thứ hai. Nấm bên trong màu đỏ cam như vậy nha mọi người. Còn rất là mới luôn, không có trầy xước luôn mọi người nhé. Đây, cái lóng kề gốc thì nó có sơ xước. Cái lóng bên trong thì ở phía trên thì nó không có trầy xước nha. Đây là lóng kề gốc này. Kề gốc thì nó có sơ xước một ít ở đây. Đấy. Tổng thể thì rất là mới, phần gốc của nó. Dài 4m50, hàng của Cora xuất Nhật. Khoen bát là full fury, dòng cần ISO khoen nhỏ. Tổng thể như thế này. Thì cây này là mã số 11, nặng 268g, thu gọn là 100cm 11, giá 250.000. Số 12. Số 12 cũng là một cây khoen nhỏ luôn. Cây này là hàng của Olympic, hàng nội địa của Nhật nha. Dòng này của Olympic. Phần gốc này. Chui của cần là chui vặn, màu của nó là màu xanh phối với màu kem như thế này. Hàng Olympic nha. Góc ở đây em đo là phi 24. Và bát của nó là bát Fury. Dòng này là Fury F7. Này, bát kẹp Fury F7 màu đen. Cái này có chiều dài là 4m50 Olympic. Màu của nó đây. Khoen của cần này nó cũng là khoen Fury hết nha mọi người. Toàn bộ là khoen Fury xứ xám hết. Cái này thì phần ngọn cần cũng là ngọn lớn. 2, 4, 6, 8 khoen cả đầu bông, dài 4m rưỡi. Phần ngọn của nó này, ngọn của nó là ngọn màu xanh như vậy. Ngọn cần ở đem đo nó là 2,5 ly nha. Ngọn 2,5 ly. Một cái là cứng đó nha mọi người. Khoảng 3 hát bên gần tay. Tấm thứ hai. Cái lóng bên trong của nó thì nó có cái màu xanh như vậy hết nha. Còn lóng gốc thì nó pha màu xanh và phối màu xanh và màu kem. Hàng của Olympic. Tổng thể nó như thế này. Thì cây cần này là mã số 12, nặng là 304g, thu gọn 105cm, 12 giá 250.000. Số 13. 13 là một cây của Daiwa. Cây số 13 này là cũng là dòng khoen nhỏ luôn, có chiều dài là 3m30. Ngoại hình của cần nó như thế này. Chui của nó này. Chui vặn nha, chui vặn và cán quấn nhựa nâu. Cán của cần quấn nhựa nâu. Bát của cần là Fury FX6 bát kẹp. Đây, bát kẹp nha. Hãng của cần là hãng Daiwa. Daiwa màu nâu đen như thế này. Ngọn số 2 dài 3m30. ISO khoen nhỏ. Tem nhãn này, hơi bong tróc. Màu của nó là màu nâu như thế này. Thì cây này là khoen của cần này. Cây này là kiểu khoen như thế này nha. Có những cái khoen nhỏ phía trên này là kiểu khoen không có lòng xứ. Đấy, đây là cái dòng này là khoen nguyên bản của cần nha. Gồm có 2, 4, 8 khoen cả đầu bu. Thì 4 khoen dưới là khoen Fury loại xứ xám. Và những cái khoen trên ngọn này là kiểu như khoen của cần Ikada nha mọi người. Đó, nó không có cái xứ phía trong. Đây là khoen nguyên bản chứ không phải là nó rớt xứ nha mọi người. Và phần ngọn của nó này, cây này thì dẻo thôi. Ngọn của nó em đo là ngọn 1 ly. Ngọn 1 ly như thế này nha. Các lóng bên trong thì có màu nâu hết. Cái này khá là dẻo, ngọn 2 ISO khá dẻo. Lóng thứ hai đây. Lóng thứ ba là nó phối màu nâu và màu đen như vậy. Ngoại hình cây này cũng còn rất là ok, khá mới, ít trầy xước. Và góc của cần. Hiệu là Daiwa, ngọn số 2 dài là 3m30. Tổng thể của cần như thế này. Thì cây cần này mã số 13, nặng 153g, thu gọn 88cm, dài 3m3, ngọn số 2, mã số 13 giá 250.000. Số 14. 14 cũng là một cây khoen nhỏ, cây này là hàng của... Đây, cây này là hàng của Korea, dài 3m7, tổng thể ngoại hình của cần như thế này. Dài 3m70, phần chui của nó này, chui vặn nha. Cán của nó là như thế này, có trầy xước ở trên cái phần gốc cần nè. Đấy, xước xác như thế này, ở gốc cần nha. Màu đỏ phối với lại màu màu kem. Và gốc ở đây là em đo được là phi 18.4. Bát của cần đây, cây này là bát kẹp Fury FX6. Bát kẹp
Dài là 3m70, hàng made in Korea nha mọi người. Đây, Urban Fishing Rod dài 3m7. Ở hình đây. Ở đây là vết bẩn nha. Đây, vết keo dính nè. Cây này nó cũng là khoang Fury hết, có tất cả là 2 4 6 8 9 khoang bao gồm cả đầu bu, tất cả là khoang Fury loại xứ xám. Fury xứ xám hết. Phần ngọn của cần. Cái này thì cũng là thuộc dạng ngọn mảnh. Cái này tầm ngọn ở trên cần thì nó ghi là 3m7 thôi. Em đo độ lớn của ngọn là 1 ly. Em cầm ngọn 1, ngọn 2 của ISO. Khoảng 2 hát rưỡi của cần tây nha. Phần ngọn nó khá là mảnh nè. Cá lóng bên trong của cái cây này là màu đỏ hết. Đây, cá lóng bên trong màu đỏ hết như thế này. Ngoại hình cũng còn rất là mới nha, hết trầy xước, chỉ có trầy ở cái góc cần thôi. Rengon 3m70, hàng Korea xuất Nhật. Khoen bán là full Fury, tổng thể ngoại hình của cần. Cái này mã 14, nặng là 170g, thu gọn 85cm. Số 14 giá 250.000. Cây cuối cùng số 15. 15 em có một cây súp lỡ 3m90. Cây súp lỡ 3m9 như thế này. Phần chui của nó nè, chui vặn. Cán ở đây là cái phần cán của nó có màu màu xanh như thế này, hiệu của nó này. Góc cần ở đem đo là phi 25.5 và pass của cần sử dụng là Fury F7. Chiều dài là 3m9 nha, Supercutter ST390, dòng hàng dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người, dài 3m9. Ngoại hình cây này nó có sơ xước, có trầy xước một số vị trí như thế này. Và cây này thì khoen của nó là khoen khoen thường nha, đầu bu là đầu bu Fury, còn bốn khoen là bốn khoen thường, gồm có tất cả là 5 khoen. Lõi xứ đen như thế này gồm có 5 khoen bao gồm cả đầu bu. Cái này thì có chiều dài 3m9, độ cứng của cần này cứng tầm 25. Lóng ngọn ở đây em đo nó là 2.88 gần 2.9 ly. Có lóng bên trong màu xanh như thế này. Lóng ngọn này, lóng thứ hai đây, gồm có 4 lóng tất cả. Lóng thứ ba, lóng kề góc, kề góc có trầy xước nha mọi người. Đấy. Và nó dính bẩn nè, dính bẩn và nó có trầy xước. Đấy, nó trầy xước, chủ yếu là trầy xước cái lóng kề góc thôi. Dài là 3m9, độ cứng là 25. Khoen là khoen hãng nha, khoen thường. Bát Fury S7, tổng thể của cần như thế này. Cây cuối cùng mã số 15. 15 nặng là 357g, thu gọn là 114cm. 15 giá 350.000. Rồi em vừa giới thiệu với mọi người lô bao gồm tất cả là 15 cây cần Nhật Bản, toàn bộ là chất liệu phíp nha. Thì mọi người xem và thích cây nào vui lòng liên hệ với shop qua số điện thoại là 0932455407, kết nối Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop em để chốt đơn hàng nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.